Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với DeFi Discussion tập tuần này. Thì trong tập tuần này, chúng ta sẽ nói về cái định hướng phát triển của Ethereum trong 2024 sắp tới. Và trong tập podcast tuần này, chúng ta lại có sự xuất hiện của một vị khách mời khá là quen thuộc của DeFi Discussion, đó chính là anh Nguyên. Xin chào anh Nguyên ạ. Ok, xin chào anh em. Rất vui khi một ngày đầu năm, một cái khởi đầu mới của năm 2024 thì chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion, và hy vọng là cái buổi trò chuyện hôm nay của bọn mình thì vẫn sẽ giống tất cả những cái tập DeFi Discussion trước đây thôi. Sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin, những cái góc nhìn thú vị về thị trường DeFi ha. Thì trong khoảng vài tháng cuối năm trở lại đây này, sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin đã khiến cho cái thị trường crypto là ngày càng trở nên sôi động, rất thấy rõ ràng thấy điều đó. Và các hệ sinh thái cũng bắt đầu liên tục đưa ra những cái cập nhật mới nhằm bắt đầu muốn lôi kéo cái dòng tiền trở lại với cái hệ của mình. Và chính cha đẻ của Ethereum là Vitalik cũng đã nhanh chóng chia sẻ một số những cái bài viết viết về tầm nhìn của Ethereum, như là single slot finality này, về văn hóa và cộng đồng của Ethereum này, và cả về roadmap trong 2024 sắp tới nữa. Vì theo anh Nguyên thì đâu sẽ là điểm nhấn trong các bài viết này của Vitalik nhỉ? Ok, thì chắc là mình nói về cái blog roadmap trước, bởi vì nó cũng sẽ bao trùm những cái tổng quan nhất, và những cái bài viết còn lại thì nó sẽ gọi là những cái bài chi tiết và nó giải thích cho cái bức tranh chung roadmap này. Thì nói về roadmap đi, thì có 3 thứ mà mình thấy là khá là đáng chú ý trong những cái chia sẻ của Vitalik. Đầu tiên đó là cái single slot finality. Thì cái này là cái gì thì lát nữa chúng ta sẽ bàn sâu với nhau. Bọn mình cũng đã từng đề cập một vài lần cái từ khóa này ở trong DeFi Discussion rồi, thì có thể một vài anh em sẽ cũng thấy hơi quen quen với cái từ khóa single slot finality này. Cái câu chuyện thứ hai là cái scaling của các cái rollup ha. Điển hình nó là cái câu chuyện liên quan đến EIP-4844 và những cái gọi là những cái tiến triển của cái cập nhật này. Và cái gạch đầu dòng cuối cùng mà mình thấy là cũng khá là đáng quan tâm, đó là cái câu chuyện về Vocal Tree và Stateless. Thì cũng có một tập mà mình đã từng đề cập đến cái khái niệm này rồi, thì anh em tìm hiểu quan tâm thì có thể search lại cái từ khóa này ở trong một tập mà cách đây khoảng 1-2 tháng gì đó, bọn mình cũng đã từng đề cập đến cái tầm nhìn này. Thì đó là ba cái gạch đầu dòng mà hiện tại mình thấy là khá là đáng chú ý với cái roadmap sắp tới của Ethereum mà Vitalik đã chia sẻ. Ok, vậy thì bây giờ chắc là mình sẽ đi qua về từng cái keyword mà anh Nguyên vừa nhắc tới chứ nhỉ. Đầu tiên thì chắc là em sẽ hỏi anh về single slot finality, đúng không? Đây thực sự là, theo em thấy là vẫn là một cái từ khóa, nói chung là cũng không phải là quá nổi bật hay là quá phổ biến đối với lại cái thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Bởi vì nó, theo em thấy là nó vẫn còn tương đối mới. Vậy thì anh có thể giải thích lại về single slot finality là gì được không? Với lại là cái tầm quan trọng của nó đối với lại cái việc mà đảm bảo an toàn cho mạng lưới của Ethereum ở thời điểm hiện tại trong tương lai chẳng hạn. Ok. Nếu mà nói là cái này nó là mới hoàn toàn thì nó không phải đâu. Tại vì nếu như mà anh em mà có đọc những cái doc, những cái tài liệu của những cái blockchain mà mình tạm gọi vui là Ethereum Killer, là những cái blockchain mà nó sẽ thách thức Ethereum trong tương lai đó, mọi người hay nói như vậy, thì trong những cái doc của họ, trong những cái tài liệu của họ thì cũng có nhấn mạnh rất là nhiều đến cái việc là làm sao để có được cái gọi là cái single slot finality. Thì hiểu nôm na là blockchain nó sẽ có một cái trạng thái, là một cái trạng thái gọi là finality, tức là nó ấn định những cái dữ liệu trong quá khứ, và khi mà nó đạt tới cái trạng thái finality này rồi thì những cái kẻ tấn công á, nó sẽ rất là khó để đảo ngược lại cái dữ liệu từ cái cột mốc này đổ về trước ha, hình dung là như vậy. Thì khó thôi chứ không phải là nó sẽ không làm được, bởi vì khi mà đạt tới cái finality này rồi á, thì cần một cái lượng vốn rất là lớn để có thể đốt và có thể đảo ngược lại được cái lịch sử từ cái giai đoạn này trở về trước. Thì single slot finality là gì? Single slot á, là cứ hết một slot là nó sẽ finality. Một cái epoch thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều slot trong đó. Thì bây giờ hiện tại Ethereum đang vận hành theo cái kiểu là một block trôi qua thì một khoảng thời gian nào đó nó mới đạt, vậy phải có một cái khoảng thời gian cũng khá thì nó mới đạt tới cái trạng thái finality. Nhưng mà như mình nói á, là cái này nó càng lâu á, thì nó càng rủi ro cho blockchain. Cái khoảng thời gian finality này nó càng kéo dài thì nó càng gặp rủi ro có thể bị tấn công. Thì người ta muốn gọi là kéo nhỏ cái thời gian này lại, nó chỉ ngắn bằng một cái thời gian của một cái slot thôi. Cái slot nó hiểu nôm na là một cái phần nhỏ hơn
của một cái chu trình, một cái epoch của blockchain. Thì một cái epoch thì nó sẽ gồm rất là nhiều những cái slot, những cái block nhỏ. Thì nếu như mà cái thời gian mà xác thực nguyên cái epoch thì nó quá là dài thì nó sẽ tạo ra cái rủi ro bị hacker tấn công và đảo ngược lại cái dữ liệu trong quá khứ. Thì đó là cái lý giải cơ bản về cái single slot finality, tức là làm sao để giảm thiểu cái thời gian xác thực finality xuống con số gọi là thấp nhất thì nó sẽ đảm bảo được cái tính an toàn cho blockchain. Một cái vấn đề mà hiện tại Ethereum họ vẫn đang gọi là xử lý thôi, vẫn đang còn rất là nhiều tồn đọng trong cái vấn đề này. Ok, vậy thì như những gì anh nói đúng không? Theo anh nghĩ thì đâu sẽ là những cái cách mà sẽ giúp cho Ethereum tiếp cận và đạt được cái tầm nhìn về single slot finality chẳng hạn. Ví dụ như là em đang thấy có một số cái giải pháp người ta đang đưa ra. Thứ nhất là loại bỏ cái ngưỡng là 32 ETH của một validator đúng không? Và cho phép các validator có thể gộp lại thành một cái thực thể, tức là từng validator nhỏ gộp lại thành một cái thực thể lớn hơn để giảm thiểu cái áp lực về những cái việc mà truyền tải thông tin giữa các node. Và cách thứ hai là cái việc mà làm một cái committee. Vậy thì anh có thể giải thích sâu hơn về những cái hướng tiếp cận này được không nhỉ? Ok, thì trước khi mà gọi là nói về những cái hướng tiếp cận mà sẽ diễn ra ở trên Ethereum á, thì chúng ta phải nói với nhau một cái vấn đề là như thế này, tức là cái single slot finality này á, nếu mà muốn triển khai nó á, thì cái số lượng chữ ký ở trong mạng lưới nó sẽ tăng lên, và nó tăng lên rất nhiều nha. Nếu mà anh em theo dõi những cái chia sẻ của Vitalik á, thì thấy có thể là nó tăng lên, mình nhớ không nhầm là hàng trăm, hàng ngàn lần á. Tức là để đạt được cái tốc độ finality nó nhanh thì phải có một cái chữ ký nó, một cái số lượng chữ ký nó lớn. Thì về cơ bản là trong mạng lưới Ethereum, khi mà cái ngưỡng tối thiểu staking Ethereum vào để trở thành validator nó chỉ có 32 ETH thôi, thì cái số lượng validator nó nhiều lên. Mà nhiều lên thì nó tương ứng với cái câu chuyện là cái lượng chữ ký cần có nó cũng sẽ nhiều lên. Vậy thì họ mới đưa ra cái đề xuất là bây giờ nâng cái ngưỡng 32 ETH này lên đi. Tức là bây giờ không còn giữ cái ngưỡng trung bình, cái ngưỡng tối thiểu là 32 ETH nữa, mà ví dụ như là nâng lên khoảng 4.000 mấy đó, mình không nhớ số nhưng mà nó là một cái bộ số của 2 là cái ngưỡng tối thiểu. Thì lúc đó cái số lượng validator nó sẽ được giảm lại, và khi mà nó giảm lại thì cái lượng chữ ký mà cần có để xác thực cho mỗi cái slot nó sẽ giảm xuống. Thì đó là một cái hướng tiếp cận của họ. Nhưng mà nếu như mà có đọc cái bài viết chi tiết liên quan đến cái câu chuyện single slot finality của Vitalik á, thì anh em cũng thấy là có ba cái đề xuất. Là một là cái đề xuất gọi là tăng cái lượng Ethereum tối thiểu cần stake vào, một cái đề xuất là tạo ra hai cái lớp, tức là một cái lớp là có người stake một lượng Ethereum cực kỳ lớn để tham gia xác thực, còn một cái lớp là chỉ để gọi là attest lại thôi, để check lại cái chữ ký đó thôi. Thì nó là một cái giải pháp thứ hai, tức là chia ra hai nhóm đó. Thì đó là cái giải pháp thứ hai. Còn một cái giải pháp thứ ba thì nó cũng là một trong những cái mà đã khiến cho cộng đồng khá là FOMO cái Distributed Validator Technology á. Và Vitalik có đề cập đến cái từ khóa đó ở trong cái blog của mình luôn. Thì nó là cái giải pháp là staking thông qua một cái mạng lưới cộng đồng. Thì thông qua cái này thì nó sẽ giảm được cái lượng chữ ký cần có cho một cái xác thực, thì vẫn sẽ đảm bảo được cái yếu tố gọi là phi tập trung ra. Tức là mọi người sẽ đi qua cái lớp đó và vẫn sẽ có một cái lượng người tham gia đủ ở trong cái mạng lưới đó. Nhưng mà sau khi chốt được một cái kết quả nào đó thì đi qua cái mạng lưới đó nó sẽ tối giản cái lượng chữ ký ở đầu cuối. Thì đó là cái cách mà tiếp cận về có cái liên quan đến những cái mạng lưới staking. Thì đó là cái giải pháp thứ ba. Và nói như vậy để thấy là cái này nó vẫn chỉ là cái đề xuất thôi. Tức là nó vẫn là ba cái đề xuất gọi là hiện có của Vitalik. Thì chúng ta cũng không biết là trong tương lai thì cái giải pháp nào nó sẽ được triển khai, hoặc là có thể nó sẽ là kết hợp của những cái giải pháp đó luôn. Tức là mọi người xài đan xen vô cái này một miếng, cái kia một miếng á, thì nó cũng là một cái cách tiếp cận để làm sao để có thể tiếp cận được cái gọi là cái single slot finality trong tương lai đó. Yeah. Thì đó là cái câu chuyện về cái cách tiếp cận. Ok, vậy thì giờ mình sẽ đi sang một cái từ khóa tiếp theo nhỉ. Nãy anh Nguyên có đề cập tới một cái từ khóa, đó chính là về Roll-up Scaling, đúng không? Thì nhắc tới Roll-up Scaling, chắc hẳn chúng ta đều đang chào đón một cái bản cập nhật khá là quan trọng đối với mạng lưới Ethereum, sẽ diễn ra có lẽ là vào quý 1 2024 sắp tới đây. Đó chính là bản cập nhật Denken. Và trong cái bản cập nhật Denken này thì sẽ giới thiệu một cái EIP, đó chính là EIP 4844. Vậy thì chúng mình đã từng nhắc tới cái nội dung của EIP này trong một cái tập DeFi Discussion rồi. Và chúng mình trong cái tập đó thì tụi mình đã nói khá là nhiều về những cái lợi ích và những cái thứ mà EIP 4844 sẽ mang lại cho bản thân của Ethereum và cũng như là những cái layer 2 roll-up. Vậy thì
Bây giờ chúng mình sẽ nói một cái khía cạnh khác, đó chính là EIP 1844 vốn là được kỳ vọng sẽ giúp cho các layer 2 phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc là giúp giảm chi phí ở những cái khâu call data, đúng không? Thì tuy nhiên thì việc mà thêm những cái block vào những cái transaction á thì đang được nói là sẽ làm trầm trọng thêm những cái vấn đề liên quan tới MEV. Vậy thì anh Nguyên nghĩ sao về cái vấn đề này nhỉ? Nếu mà tức là thường là khi vào cái giai đoạn mà cuối năm á, cuối một cái năm dương lịch á, thì khi mà theo dõi các cái nội dung ở trên Twitter á, thì anh em thấy có một cái dạng nội dung nó rất là phổ biến, là cái dạng mà về prediction, đúng không? Về dự đoán, tức là dự đoán vui của mấy ông KOL trên Twitter á, thì mình cũng lướt qua một vài cái, thì có một cái prediction mà mình thấy nó cũng khá là đáng chú ý, đó là về cái EIP 4844 này. Thì có một cái prediction đó là sau khi 4844 nó được triển khai thì chắc chắn là cái phí giao dịch của layer 2 nó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Cái đó chúng ta không bàn cãi nữa rồi, cái đó thì là cái mục đích của cái đề xuất đó rồi. Nhưng mà có một cái dự đoán là sau cái 4844 này và cái block transaction đã được bỏ vào trong cái mạng lưới á, thì có một cái dự đoán là cái mạng lưới nó sẽ trở nên thiếu ổn định hơn, nó sẽ trở nên gọi là fluctuate, nó biến động hơn về mặt gọi là phí gas và phí giao dịch, tức là nó sẽ giảm được chi phí nhưng mà về cái việc biến động khi mà có những cái có thể là có một cái hoạt động gì đó nó đột biến ở trên chain chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái biến động về phí giao dịch nó mạnh hơn, cái tần suất biến động nó mạnh hơn ở trong cái giai đoạn trước. Thì so với giai đoạn trước thì MEV nó chỉ là một cái hệ, tức là một cái lý do khiến cho cái việc mà biến động nó sẽ trầm trọng hơn. Là vì sao? Là vì chúng ta biết là ở giai đoạn hiện tại á, thì nếu như mà theo dõi những cái nội dung về MEV thì mọi người cũng biết là các cái validator họ hay có một cái chiến thuật là họ sẽ delay, tức là họ chờ á, vì thời gian xác thực block bây giờ nó vẫn còn rất là dài, thì các cái đơn vị mà tham gia xác thực mạng lưới thì họ sẽ có cái khoảng thời gian đó để họ chờ. Cái mục đích họ chờ để làm gì? Cái mục đích họ chờ để họ xem là cái block nào nó sẽ có cái lợi ích về mặt MEV lớn nhất cho họ. Thì đó là lý do tại sao mà họ phải có cái khoảng thời gian chờ đó để xem coi là có ông nào muốn đẩy phí ga lên hay là muốn chen hàng hay là cái gì đó, thì họ sẽ chờ cái khoảng thời gian đó. Thì nó có một cái chiến thuật gọi là cái chiến thuật chờ như vậy. Thì khi mà cái block transaction nó được input vào á, thì cái câu chuyện này nó sẽ trầm trọng hơn, bởi vì lúc đó cái nhu cầu để được chen hàng á, nó sẽ hiểu nôm na là vậy, nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì block transaction thì giống như Tiến có chia sẻ hồi nãy và chúng mình có chia sẻ rất là nhiều ở trong những cái tập podcast trước, là nó tăng cái kích thước dữ liệu lên, thì đâu đó nó sẽ tăng được cái nhu cầu lên để thêm giao dịch vào trong mạng lưới, thì lúc đó cái nhu cầu trên hàng nó sẽ cao lên, và lúc đó thì những cái chiến thuật gọi là delay của những cái ông mà xác thực ở dưới Ethereum á, thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Mình cũng đọc được một cái bài blog thì mình thấy là kêu là cái chiến thuật này nó sẽ có một cái gọi là một cái bù trừ thôi, tức là khi mà có cái chi phí về block tăng lên thì người ta sẽ có xu hướng là những cái ông xác thực ở dưới Ethereum có xu hướng là trì hoãn, nhưng mà khi mà mấy ông trì hoãn thì cái phí block nó sẽ lại giảm xuống đó, cái phí mà gọi là đề xuất để trên hàng cho những cái block này nó sẽ giảm xuống, và từ đó nó lại khiến cho những cái người mà xác thực ở dưới Ethereum thì họ lại không thể có được cái chiến thuật gọi là delay đó chẳng hạn, thì nó lại khiến cho cái block transaction fee nó, cái chi phí để ưu tiên hàng nó được giảm xuống, thì nó cứ có một cái hiệu ứng xoay tròn như vậy. Thì cái đó là một cái dự đoán khác liên quan đến câu chuyện đó, và nó làm cân bằng lại được cái câu chuyện là MEV ở trên Ethereum. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy là hình như nếu mà có một cái block transaction vào sau cái 4844 thì cái câu chuyện MEV ở trên Ethereum có thể nó sẽ khó lường hơn rất là nhiều, và nó có thể, mình không biết, nhưng mà có thể nó sẽ làm trầm trọng thêm cái MEV vì cái nhu cầu nó sẽ lớn hơn, cái nhu cầu để gọi là được bỏ cái giao dịch của mình vào trong block nó sẽ lớn hơn, thì từ đó nó sẽ làm cái câu chuyện liên quan đến MEV nó nghiêm trọng hơn. Rõ ràng là chúng ta phải chờ đợi xem cái bản cập nhật trên kênh nó sẽ hoàn thiện như thế nào, rồi chúng ta mới sẽ thấy được là cái tình hình nó sẽ diễn ra như thế nào, đúng không Nguyên? Ok, vậy thì những cái ngày gần đây này, em lướt Twitter thì em thấy là người ta đang nói khá là nhiều. Em thấy thực sự không phải khá nhiều, người ta nói rất nhiều đến cái việc là những cái blockchain mới đang có xu hướng là muốn parallel execution, tức là những cái blockchain EVM mới đang có xu hướng là muốn thực hiện parallel trên chính blockchain của mình. Thì em và anh đã từng nói về cái vấn đề về parallel execution này trong một cái tập DeFi discussion rồi, và chúng ta cũng đã từng nói là cái việc mà xử lý parallel những cái transaction á, thực sự là nó gần như là rất là khó đối với lại một cái blockchain EVM, bởi vì nó liên quan tới những cái vấn đề như là phần cứng rồi đồ các kiểu.
Thực sự thì theo em nghĩ á, thì cái việc mà Parallel EVM này chủ yếu là có hai mục đích. Từ đó có hai mục đích. Thứ nhất là làm sao để vẫn giữ được cái nền EVM, bởi vì là những cái dev, đa phần những cái cộng đồng dev ở trên blockchain hiện tại theo em nghĩ là vẫn đang là chủ yếu là thiên về Solidity. Thứ hai là và sau đó người ta sẽ bắt đầu build Parallel để cho tốc độ nó nhanh hơn, để cho có thể cạnh tranh được với những cái blockchain khác. Nhưng mà những cái action như cái kiểu như là Mini NFT chẳng hạn này, Mini NFT hoặc là Claim Airdrop, bản chất của nó gọi là Sequential Logic. Nên là thành ra em nghĩ là cái câu chuyện về EVM bottleneck về cơ bản là chúng ta vẫn chưa thể giải quyết được. Vậy thì anh nghĩ sao về cái việc mà những cái blockchain hiện nay đang có xu hướng là blockchain EVM hiện nay đang có xu hướng là muốn Parallel những cái action? Thì anh nghĩ là cũng giống như Tiến có chia sẻ là cái câu chuyện Parallel nó sẽ có hai cái vấn đề. Đầu tiên là cái vấn đề về phần cứng. Đó, thì cái câu chuyện là Parallel thì tất cả những cái blockchain Parallel ở thời điểm hiện tại anh em thấy là cái áp lực lên cái đội mà validator thì nó sẽ rất là lớn. Thì đó là cái chi phí vận hành mạng lưới. Thì tức là nếu như mà cái blockchain EVM đó họ vận hành Parallel nhưng mà họ sử dụng cái phần thưởng là cái không phải là cái token của dự án mà họ dùng ETH để thưởng cho đội ngũ validator hoặc là sequencer gì đó ở trên cái mạng lưới của họ, thì cái câu chuyện về chi phí này nó sẽ đỡ hơn. Tại vì dù gì chúng ta biết là Ethereum thì nó sẽ có một cái độ ổn định hơn, và cái áp lực bán ra của các cái đơn vị vận hành á thì nó được tính là chi phí của cái chain đó, thì nó sẽ hình dung là nó sẽ giảm thiểu cái áp lực hơn so với việc là nếu như mà họ sử dụng cái đồng coin của dự án, không dùng ETH mà họ dùng cái đồng coin của dự án, họ thưởng cho cái mạng lưới đó và cái mạng lưới đó còn phải vận hành thêm Parallel nữa, tức là cái chi phí cho cái đội validator nó sẽ tăng lên, thì hình dung là họ sẽ phải tự bán cái đồng coin đó ra. Thì cái việc bán đó là nó được tính là cái chi phí cho cái chain, thì lúc đó thì cái bài toán về kinh tế nó sẽ rất là nặng nề. Nhưng nếu như họ giống như hồi nãy có nói, nếu như mà họ dùng ETH để họ thưởng cho cái đội ngũ vận hành Parallel thì có thể cái bài toán chi phí nó sẽ được giảm bớt lại, cái áp lực lên cái token của họ nó sẽ được giảm bớt lại. Thì đó là cái câu chuyện, cái cạnh đầu tiên liên quan phần cứng là vận hành Parallel nó có tốt hay không, và nó tốt thì nó tốt ở trong cái trường hợp như thế nào. Thì đó là cái câu chuyện về chi phí. Cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện về mặt gọi là các cái thao tác, thì vẫn đồng ý với Tiến là cái câu chuyện là nếu mà tất cả cái mạng lưới Parallel mà không giải quyết được cái câu chuyện liên quan đến mini NFT á thì vẫn chưa phải là một cái giai đoạn mà bùng nổ cho các cái giải pháp Parallel, nếu như họ chưa giải quyết được cái câu chuyện liên quan đến mini NFT ha. Tại vì rõ ràng là mini NFT nó là một cái thứ mà sẽ gần như là mình tin nó là một cái bài test thực sự cho một cái blockchain Parallel luôn á. Tức là nếu mà cái blockchain nào mà giải quyết được cái câu chuyện này suôn sẻ và có bot đi chăng nữa mà nó vẫn chạy mượt thì nó sẽ là endgame, đúng không? Thì đúng rồi, nó sẽ là endgame với các cái Parallel như thế này. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy chưa có chứ không phải là không có, chưa có những cái giải pháp nào nó thực sự giải quyết được cái câu chuyện là cái sequential, một cái hiện tượng nó sequential như là min NFT, đúng không? Nói sơ giải thích một xíu là tại sao là sequential, bởi vì cái min là min NFT là nó có đánh số thứ tự, tức là min cái số 1 thì nó mới tới số 2, số 3. Thì giải thích cho anh em một xíu về cái câu chuyện là những cái thao tác sequential này tại sao mà cái hội Parallel nó chưa giải quyết được. Thì đó thì là hai câu chuyện thôi. Tức là một là cái câu chuyện liên quan đến chi phí vận hành chain và họ sẽ sử dụng cái gì để trả thưởng cho những người mà tham gia vận hành chain. Và cái thứ hai là cái giải quyết về mặt kỹ thuật, làm sao để giải quyết được cái câu chuyện là những cái thao tác sequential nó có thể trôi được hay không. Thì đó là hai cái mà chúng ta cần quan tâm đối với các cái giải pháp Parallel EVM. Còn việc mà mình kết luận là một cái nó dead hay là nó là một cái big win trong tương lai thì cái đó mình chưa kết luận được. Thì hiện tại mình chỉ là liệt kê ra hai cái vấn đề mà mình sẽ theo dõi. Đó, thì hai cái cả đầu dòng này thì nó sẽ quyết định là một cái việc mà họ lựa chọn cái cách tiếp cận nào, nó sẽ quyết định là cái hệ quả nó sẽ tương ứng như thế nào á. Ok, vậy thì mình cũng đi qua cái những cái keyword cuối cùng nha. Thì nãy em thấy có nghe anh Nguyên đề cập tới hai keyword là vertical với lại là stateless. Thì stateless là một cái thuật ngữ thì em thấy là còn tương đối mới đối với lại thị trường crypto. Vậy thì anh có thể giải thích một cách dễ hiểu về cái thuật ngữ stateless được không nhỉ? Thì cái stateless này mình có một tập riêng rồi đó, tức là một cái tập gọi là hình như là mình có một tập DeFi discussion về cái tập về stateless là gì rồi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở đây nếu như mà có thể gọi là tóm gọn lại á, thì cái stateless này nó sẽ là giảm thiểu cái dữ liệu mà
các cái validator ở dưới Ethereum sẽ phải xử lý, phải lưu trữ và xử lý xác thực, thì hiểu nôm na là nó sẽ giảm thiểu cái áp lực cho mấy ông validator thôi. Và cái cập nhật này thì nó cũng đang trong cái quá trình phát triển giai đoạn đầu. Nếu như mà theo dõi cái blog, cái roadmap của Vitalik thì anh em cũng thấy là đây là những cái cập nhật ở giai đoạn đầu thôi. Cũng có thể là nó sẽ chưa có những cái tác động gì liền, anh em sẽ chưa thấy nó tác động liền gì lên cái bản thân các cái rollup này hoặc là các cái dApp, thì nó sẽ chưa có tác động liền. Nhưng mà chúng ta cần theo dõi những cái cập nhật của cái giải pháp này. Đâu đó trong những cái cuộc họp của các cái core dev của Ethereum thì họ đã cũng đã bắt đầu đề cập đến cái việc là thử nghiệm những cái mô hình ví dụ như là Virtual Tree. Thì Virtual Tree nó là một cái nền tảng cốt lõi cho cái quá trình dịch chuyển sang stateless như thế này. Thì nói sơ một xíu như vậy để anh em có thể gọi là có một cái từ khóa để theo dõi, và khi mà nghe tới cái việc là Ethereum nó sẽ tới một cái trạng thái gọi là stateless thì mọi người cũng đâu đó hình dung trong đầu là đây là một cái trạng thái mà nó sẽ giúp mạng lưới nó nhẹ hơn trong tương lai. Ok, vậy thì em đã từng nghe đâu đó một cái trên mạng, em đã lướt rồi trên Twitter, em cũng vô tình đọc được là stateless kết hợp với lại là zero knowledge proof có thể giúp các EVM blockchain tiến tới một cách gọi là fully parallel execution. Nói chung là em cũng không nhớ là em đã đọc nguồn ở đâu, nói chung là em chỉ vô tình thấy được trên mạng là vậy thôi. Và em thực sự cũng chưa hiểu về liệu cái tầm nhìn này là có thực sự là có thể trở thành hiện thực đúng không? Không, không. Cái này thì có thể là từ thông tin mà mình biết thôi nha, có thể là mình sẽ hiểu sai nha. Nhưng mà chắc chắn là cái này nó sẽ không giải quyết được cái câu chuyện của EVM đâu. Cái EVM nó gần như là một cái cốt lõi vận hành rồi. Và nó sẽ vẫn theo cái quy trình xử lý giao dịch là tuần tự sequential. Còn cái việc là stateless hay không á, thì nó chỉ là liên quan đến câu chuyện là trong một cái block đó, cái lượng dữ liệu mà validator cần xử lý nó được giảm thiểu bao nhiêu. Chứ còn cái quy trình của cái xử lý giao dịch đó, thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn là 1 đến 2 đến 3 đến 4 thôi. Thì cái đó nó vẫn là cái có thể gọi là cái bottleneck của EVM ở thời điểm hiện tại. Và tức là hồi xưa là Ethereum có một cái định hướng là anh em nghe cái từ này chắc cũng thấy quen là cái sharding. Chia nhỏ mạng lưới ra đúng không? Chia nhỏ mạng lưới ra rồi là parallel cái đó đúng không? Thì có thể cái đó là một cái trạng thái gọi là parallel thôi. Tức là hình dung cái đó nó cũng là một cái dạng parallel. Nhưng mà hiện tại thì cái tầm nhìn của họ có thể coi nếu mà gọi là bẻ lái sang một hướng khác thì cũng không hẳn, nhưng mà mình đang nghĩ là nó đang bẻ lái sang cái hướng gọi là rollup centric, tức là nó tập trung vào và mở rộng bằng những cái rollup đó, bằng những cái nhánh. Thì mỗi cái rollup này nó cũng có thể coi là một cái sắc chẳng hạn, tại vì mỗi cái rollup nó cũng có một cái nhánh, tức là về bản chất thì mỗi cái rollup nó sẽ có sequencer và nó sẽ khác biệt với lại cái việc là cái vai trò của nó sẽ khác với lại validator. Thì xác định hồi xưa là chia nhỏ validator thành cụm, còn rollup centric bây giờ là vẫn chia nhỏ thành cụm, nhưng mà cái cụm nó được quản lý bởi cái hội sequencer đó. Thì cái vai trò của hai cái nó khác nhau, thì có thể coi là một cái bẻ nhánh của họ. Mình thì mình coi đây là cái cách mà họ đang tạm bẻ hướng sang cái hướng là rollup centric. Và cái xác định thì chắc 2-3 năm nay anh em chắc cũng chưa nghe lại cái từ xác định nào ở trên Ethereum. Thì đó là một vài cái câu chuyện ngoài lề một xíu liên quan đến câu chuyện là liệu ETH có đi theo cái hướng gọi là parallel hay không, và nó có bị ảnh hưởng gì bởi cái từ khóa xử lý hay không. Thì cái góc nhìn của mình là như vậy. Yeah. Ok, vậy tóm lại thì nói chung là cái việc mà mở rộng thì nó sẽ liên quan tới lại là nhiều những cái yếu tố đúng không, cả phần cứng lẫn phần mềm đó. Ok, thì nãy giờ thì chúng mình đã nói khá là nhiều về những cái liên quan tới cơ sở hạ tầng, về công nghệ, về technology rồi đúng không? Vậy thì vậy thì nói sang một cái khía cạnh khác, thì theo anh Nguyên thấy thì những cái công nghệ trên thì sẽ đem lại những cái ứng dụng thực tiễn gì đối với lại người dùng trên Ethereum nhỉ? Thực ra thì đây là cái nội dung của một cái bài blog liên quan đến Cypherpunk. Thì anh em có thể, tức là trong những cái bài blog mà bọn mình có chia sẻ từ đầu của Vitalik ấy, thì Roadmap là một bài, Single Slot Finality là một cái bài riêng, và Cypherpunk á là cái câu chuyện liên quan đến cái tính gọi là cái tính văn hóa và cái tính ứng dụng của blockchain Ethereum. Thì trong cái bài viết đó thì Vitalik cũng đề cập một vài cái ứng dụng mà mình nghĩ là chắc anh em cũng sẽ nên theo dõi trong năm tới, bởi vì nó sẽ được đề cập khá là nhiều. Đầu tiên là cái câu chuyện tên miền. Thì cái câu chuyện tên miền thì Vitalik nhấn mạnh cái việc là làm sao để cho những cái layer 2, những cái rollup thì nó vẫn sẽ có thể gọi là tương thích được với cái tên miền ở layer 1, tức là về cái mặt gọi là native, về cái mặt gọi là đồng bộ, tương thích với nhau á, thì đây là cái mục tiêu của các cái tên miền. Rồi thì đó là cái câu chuyện của tên miền. Câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện về privacy, mà mình nghĩ là cái này là cái mà nó có một cái tính ứng dụng rất là cao.
Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó vấp phải nhiều cái vấn đề liên quan pháp lý. Thì mình nghĩ là nếu mà cái privacy này nó cân bằng giữa việc là làm sao cái dữ liệu giao dịch của người dùng nó được balance, nó được mã hóa, nó được gọi là bảo mật, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính gọi là legit á, tức là bằng một cách nào đó người ta vẫn có thể chứng minh được là à, cái giao dịch đó không phải là phạm tội hay là cái gì đó đó, liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, thì cái đó mới là cái trạng thái mà gọi là end game của các cái giải pháp privacy như hiện tại. Còn không thì mãi mãi các cái giải pháp privacy này nó sẽ vướng vào nhiều cái tranh chấp, nhiều cái tranh cãi với lại các cái cơ quan quản lý thôi. Thì đó là cái câu chuyện privacy, cũng là một cái ứng dụng mà mình thấy nó khá là hay, cần quan tâm. Và cái cuối cùng là cái liên quan đến cái ví, account abstraction. Thì đây cũng là một cái từ khóa mà mình đề cập cách đây khoảng một năm á. Thì đó là cái ứng dụng về việc là làm sao các cái ví nó trở nên an toàn hơn, nó trở nên tiện lợi hơn và nó trở nên dễ dàng. Nó giống như việc chúng ta sử dụng một cái tài khoản internet ở web 2 chẳng hạn, và một cái tài khoản email hay là một cái tài khoản đăng nhập một cái chương trình, một cái ứng dụng nào đó. Thì đó là cái ứng dụng cho cái ví account abstraction như vậy. Yeah, ok. Thì nói chung là có rất là nhiều những cái ứng dụng về dành cho đối của những cái công nghệ trên dành cho với lại tầm nhìn phát triển của Ethereum trong tương lai, đúng không? Ừ. Ok, vậy thì tập podcast tuần này có lẽ tới đây là cũng đã đủ dài rồi. Thì mình chắc là mình xin phép là mình kết thúc tập podcast tuần này tại đây. Thì xin rất là cảm ơn anh Nguyên vì đã tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay, nói về chia sẻ về những cái kế hoạch của Ethereum trong 2024 với lại trong tương lai sắp tới. Yeah. Rồi thì cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến tận những giây cuối cùng của một cái tập podcast mà mình nghĩ là nó khá là nhiều khái niệm, khá là nhiều những cái từ ngữ liên quan đến công nghệ phức tạp. Thì chắc chắn là bọn mình sẽ chuẩn bị những cái bài viết liên quan đến những cái từ khóa này ở phía dưới để anh em có thể tiện theo dõi hơn cái tập podcast này. Yeah, không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em. Và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo ha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.